Thì công việc của anh Quang thì nghe nó làm heo không? Dạ. Thường thường anh đi làm mấy giờ cô? Đi làm thì 12 giờ đi 12 à. giờ đêm. Ừ. Mà ảnh ra tay vợ mình lúc 12 giờ đêm luôn. Nghe mấy bà già nói với mấy bà con ở bên đó đó, nghe nói 12 giờ thì nghe kêu la, 12 mà giờ. la nghe không rõ. À. Dạ, nghe la thôi chứ đâu có biết này nó vậy, Dạ. đâu có biết ra tay đâu. Rồi cái mới 1 giờ mấy mới anh hai nó lại báo cho tôi hay. À, khoảng khoảng 12 giờ chắc giờ giờ đi làm của ảnh có khi nào ảnh bị có cơn cơn sốt nào giống như là heo nó nhập vô không hay con, hay là ảnh tưởng tượng là vợ mình Không biết làm là sao nữa, heo không ta, tại sao ra không biết tao làm hịch sao như nữa. là ra tay heo làm sao mà ảnh phải ra tay vợ mình hịch như như vậy luôn. Con chào cô ha. Cô tên gì cô? Danh Thị Hoàng. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Năm 59, à 58 anh. Cô 58 năm à? Vợ. À cũng còn trẻ mà. Thì cô được mấy người cháu? Dạ 8 đứa cháu. Cháu nè. Thì đất thấy cô thấy quá rộng rãi luôn, nhà mặt tiền ngon lành luôn ha. Thì cái sự việc mà ngày hôm qua là hai vợ chồng mất, cái cô có hay không? Không có hay. Lúc đó mấy giờ cô mới hay? Tới 1 giờ mấy thằng anh á, thằng anh thứ hai lại chạy kêu á mấy hay. 1 giờ mấy sáng khuya à? Dạ giấc khuya. Lúc đó cô ngủ rồi hả? Dạ ngủ. Thì cô ở sát bên cô có nghe không? Lúc đó không nghe gì hết à? Không có nghe gì hết. Nghe cái anh hai nó lại báo cho tôi vô phòng à, tôi vậy á. Nói vậy, cô Hoàng ơi. Hoàng nó cắt thuốc ăn hết đứt cái đầu rồi chết Trời rồi, ơi. nó leo vậy đó. Nói gì luôn hả? Dạ. Lúc đó cô có chạy xuống cô coi không? Không, không có đi. Không có đi hả? Dạ không. Không đi luôn, nghe sợ không nghe đi. sợ luôn à? Rồi lúc đó chú có chạy qua không, có qua coi phụ chưa? Ông không biết có ba hôn tôi nghe vậy tôi sợ không cho mấy người đi hết trời ở ở nhà. ở Ui nhà hết luôn, nghe sợ. Dạ nhà hàng xóm đi qua phụ nữa sao không vô qua phụ gì, nghe thằng đó nó cắt cái đồ rồi sợ. Chứ nãy ông không qua coi như thế nào luôn hết con? Dạ không. Thì lúc cô đi là đi mấy giờ cô? Dạ lúc là cô đi qua bên đám mà là cô đi buổi đi nào? Sáng mới mới đi sáng bẹt rồi mới đi đi tới cái khóc luôn á, say gì là khóc luôn, bởi vì không muốn đi tội nghiệp, cô đi khóc là luôn tới à? Khóc luôn. Cô Dạ qua cô khóc luôn hả? dạ thì lúc đó là cô có phụ vô tẩn liệm này kia không, phụ lau chùi chung lớp? Dạ cũng có vô. Lúc đó cô thấy sao đó? Máu men dữ không? Thấy máu nhiều vậy cũng có vô vô phụ này kia thay đồ, bốn chị em năm chị em vậy đó, bốn năm chị em vô thay đồ á. Bốn năm chị em thay đồ. Dạ. Thì lúc đó là anh Quang đem về chưa? Dạ đem về rồi, hai vợ chồng nó nằm cặp. Nằm một cặp luôn hả? Dạ. Lúc cô đi đó là anh Quang đem về chưa? Dạ đem về rồi. Đem về rồi. Dạ. Vậy anh Quang mất mấy giờ con? Quang mắt á không biết mấy giờ nó, nhưng mà đem nó đi tôi cũng hay. Cũng hay à? Dạ tôi cũng hay đem nó vô tôi cũng hay, bởi vì tôi ở bên lộ mà. À thì đi ra vô đường này luôn hả? Dạ đi đường này luôn à, tôi ở bên lộ nè. Dạ. Đâu có đi đâu đâu. Để chính xác anh Quang hôm nay nhiêu tuổi cô? Là anh Quang là tuổi Tức, nhiêu tuổi chú? Ồ tôi Tức thì mới 42 à. Dạ nó tuổi Tức, còn vợ nó thì tuổi con mèo á, con chuột. Dạ. Nhỏ hơn 1 tuổi hoặc 2 tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Dạ 40. Dạ. 40 42. Dạ. Thì cô có nghe hai chồng ở gần có nghe không? Nghe không có nghe gì hết. Không. Hồi xưa giờ. Không, không có nghe gì hết. Không nghe hả? Hết, không. Rồi con nghe nói là anh chị cũng thương nhau lắm, chở nhau đi chơi. Bởi vậy, ăn thấy mua, nó chở mua vàng mua gì cho vợ. Bởi vậy. Luôn dạ. Mà. Không biết làm sao cái tình trạng này. Kỳ quá ta. Dạ. Tại sao mà ra tay vợ mình quá bởi vì nó găng cắt cái đầu cắt cái cổ không biết làm sao nữa. Lúc đó cô thấy là máu men đầy nhà luôn nhà hả? Nhóc luôn quá trời găng sáng bét rồi mới tôi đi ra tôi dám tôi không đi tội nghiệp, nhưng mà cũng trời ơi tôi ở nhà tôi khóc muốn chết luôn thiệt á, khuya nhà tôi khóc nghe, cũng dạ. Mà sáng thấy tội quá. Cảnh tượng trước mắt mình dạ. Khóc dữ lắm mà trời ơi giác sáng là thấy khóc nói ngay đi chưa có thấy xác. Dạ. Hồi khóc quá tôi vừa đi tới nhà là tôi khóc rồi đó. Vừa à, đi à, sắp tới nhà là tôi khóc rồi đó. Rung người không con? Dạ, cô rung người không? Dạ. Lạnh người không? Thấy gì? Dạ. Lạnh chứ sao không lạnh, anh hai nó lại bao cho nó. Bao cho tôi hay đó là tôi nghe tôi nóng lạnh luôn á.
Dạ. Yeah. Ôi, thiệt. Cô với anh Quang là hàng xóm thôi, có bà con dòng họ không? Cũng có bà con dòng họ ăn chung nè, đất này nè, cũng chia. À, cũng là đất một dải chung. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mà ảnh có mới xích mít với ai không hồi xưa về trong xóm? Dạ không, không có nghe xích mít với ai, bị gì nó cũng ở bên Kiên Giang cũng lâu dài rồi, nói ngay đi. Mười má sau này nó mới về đây, cũng dạ. mấy năm nay cũng không rành nữa, bị dạ. gì trong gia đình nó rành. Tôi không có không rành, nó qua lợi vậy đó. Dạ. Cũng như ảnh đi làm ở, có vợ thì ở Kiên Giang. Dạ. Nó quê vợ ở Kiên Giang. Dạ. Rồi cũng lên xuống như thế. Dạ. Bây giờ vợ nó thì hồi xưa tới nào thì ở đây mà, đất dạ. này nè, dạ. ở chung luôn á. Dạ. Rồi bà già vợ nó đi. Dạ. Thì đi rồi bán đất cho tôi ở. À. Cũng có phần của bà già đó thì mua, tôi mua. Dạ. Rồi cái sau này con nhỏ này nó gì có chồng ở đây nữa. Dạ. Coi như là chị này sống bằng công việc gì? Vợ của anh Quang á. Nói ngay thì không thấy nó làm gì đó. Lúc trước nãy nó buôn bán này kia chút định vậy đó, bán nước đá, bán bánh canh hủ tiếu này kia chút đó. Thì có ngại vậy hả? Dạ. Rồi tiền là anh Quang đi không. Làm gì cho vợ để giữ không? Không rành nữa, ví dụ tiền bạc không biết, đi nhà anh ta, gia đình ta mình không biết. Dạ. Thì công việc của anh Quang thì nghe nó làm heo á. Dạ, dạ. Thường thường anh đi làm mấy giờ cô? Đi làm thì 12 giờ đi. 12 giờ đêm. Dạ. Mà anh ra tay vợ mình lúc 12 giờ đêm không? Nghe mấy bà già nói với mấy bà con ở bên đó đó nghe dạ. nói nghe nói 12 giờ thì nghe kêu la mà giờ. La nghe không rõ à. Dạ, nghe la thôi chứ đâu có biết này nó vậy dạ. đâu có biết ra tay đâu. Rồi cái mới 1 giờ mấy mới anh hai nó lại báo cho tôi hay à. Ừ. khoảng 12 giờ chắc giờ đi làm của ảnh có khi nào ảnh bị có cơn sốt nào như là à, heo nó nhập vô không hay con hay, ừ. hay là anh tưởng tượng là vợ mình không là biết sao nữa. Heo không ta tại sao ra tao như nữa. Là ra tay heo sao mà anh phải ra tay vợ mình hịch như vậy luôn không biết sao nữa. Nghe nó một cái một là đứt tại chỗ luôn, nó hết la nổi con. Cái đó một tay không hai tay gì tôi không biết nhưng mà tôi thấy nó lạ muốn lìa luôn hả con. Ừ. Muốn lìa ra luôn hả vậy. Lúc đó ảnh uống thuốc chưa lúc là anh chưa đâu chắc đó chắc đó chưa thuốc uống thuốc đâu chưa uống thuốc à? Dạ mấy à. Một giờ mấy mới nó kêu ơi, cái chú mà ở gần nhà đó chú nó đó nó kêu dạ. cô nó vậy dạ chắc chắc là uống thuốc rồi nó uống dạ. rồi ha dạ biết có nhiêu à chứ dạ. không có nhiều nữa biết có nhiêu thôi quá trời ra tay vợ mình chắc thể anh thấy anh lỡ tay rồi hay sao chắc là anh thấy một thì anh sẽ ở tù thôi. Bởi uống thuốc luôn đi chung với vợ luôn á nó dạng nó như khỏe thức, dạ. chắc giờ nó thức tỉnh á hay dạ. ha dạ. tỉnh lại dạng như là ai nhập vô rồi tỉnh dạ. lại rồi thấy như vậy rồi chắc nghĩ rồi, sống đâu có nổi nữa dạ. đi luôn uống thuốc đi chung luôn thì cô lúc đó cô qua là đem Bình Vân về rồi hả dạ đem về rồi mới tôi qua dạ thì lúc đó là con ngang kêu ra chưa dạ con ăn đang ở trọng nhóc luôn á à, lúc có cô đi dạ. ra đúng không dạ. lúc chính xác là cô ra đó mấy giờ mà sáng chắc chưa có 7 giờ đâu chắc 6 giờ à 6 giờ cô dạ. đi qua không dạ chắc mà 6 tối giờ là không đó. Dám thì tối đó cô ngủ được không đâu có ngủ đâu ở bên lộ luôn mà ở đây không à dạ. không dám vô ra lộ không không có vô thì đây đứng ở ngoài nói chuyện với bà con không dám vô sợ vậy không đó. Không có sợ nhưng mà vô cái tội nghiệp á bởi vì không vô được nhìn thấy cảnh tượng chắc dạ. rồi tội cho đứa con nhỏ nghe còn quá nhỏ dạ. mới 13 tuổi thôi chắc đâu biết gì hay dạ. con rồi ai là sẽ nuôi bé này bà ngoại chắc ngoại dạy qua dạ bà ngoại nuôi dạ rồi hai chồng mất hết bây giờ nhà cửa bây giờ đâu ai dám ở nhà đó dạ đúng không kêu cô ở không trời ơi người ta nói cho ông miếng đó cô ở không cho nhà luôn dạ không thôi thôi vậy người ta nói chết là hết đâu còn gì nữa đâu cô sợ không có ở không ở hả không rồi cô đi đám chưa dạ cô đi đám dạ chưa? Đi chúc tính đi nè tính ba chúc nó đi phải không và rồi mấy thằng bé chúc nè đặng thăm nó chúc đặng đi đám dạ dạ nó là mời thiêu dạ. đó cô dạ mời thiêu mấy giờ cô mời 9 giờ thiêu với 1 giờ 2 giờ vậy đó thì thiêu hai buổi hả chứ không dạ. đi chung một lượt không cho ra dạ lượt dạ không hai sao hai. Không cho ra lượt hay con ông lục không cho chục không cho dạ. cho đi từng người một dạ. À.
thấy là rất cô sợ lắm mà. Một hồi nhỏ tới lớn giờ cô thấy cái trường hợp này một nhà hai quan tài chưa? Dạ. Hồi đó giờ cô thấy một nhà hai quan tài chưa? Không, hồi nào tới giờ không từng thấy. Không từng thấy luôn hả? Dạ, không, không từng thấy. Lần đầu tiên cô thấy luôn hả? Dạ. Từ nhỏ tới lớn. Không, mới thấy lần đầu. Tức có thể một nhà người ta bệnh hoạn, người ta mất một ngày là hai người cũng có vậy. Mà không từng thấy luôn. Từng thấy hả? Dạ không. Rồi con thì con thấy hoài rồi đó. Không từng thấy. Dạ, mà trường hợp mà dạng như vợ chồng mà ra tay. Dạ. Là mất một lần một hay hai dạ. Mới thấy. Ghê luôn à. Dạ. Rồi đám này ai sẽ đứng ra làm thằng đám? Thằng em, dạ thằng em. Em ruột của... Em ruột, em Út. Anh Quang à? Dạ, em Út. À, cũng như đứng ra làm đám theo phong tục của người Khmer đầy đủ. Dạ, dạ. Dạ, giờ nãy con thấy cũng đi thỉnh Phật từ chùa đem về đó. Dạ. À, theo cái lễ mình phải đem Phật đem từ chùa đem về sao con? Cho con biết thêm đi. Dạ. Cũng như cái lễ của người Khmer tại sao phải đem thỉnh Phật từ đem từ chùa đem về nhà là làm lễ gì con? Dù không biết làm lễ gì, Khmer còn ơi người dùa nó còn Khmer là kêu thiệp xe cái lục miệng. À, dạ, dạ. Ai gì Phật? Dạ, thiệp xe, chụp à. Nâng là sáng mây đi chùa. Dạ, tại sao mà mình không đi chợ, mình thỉnh cái ông Phật mới thì là mới. Dạ, cũng như không có tiền. Không có tiền hả? Dạ, dạ. Không có tiền, cũng như mình thỉnh dạ. Phật từ trong dạ, chùa. Dạ. Như bà con người ta cúng trước rồi mình đi thỉnh dạ, lại. Dạ, mình dạ, dạ. Làm cũng lễ xong mình đưa dạ. Lại. Dạ. Xong rồi không xuôi mình tiền. Cúng tiền lại dạ. Cho chùa lại. Dạ. À. Nó mình cúng như mình cúng không con? Dạ dạ. Ừ. Nếu mình đầu tư mình có cái mình bỏ tiền ra mình mua tượng Phật mới từ ngoài chợ đem về cũng như là thỉnh đem về chắc mắc tiền lắm. Dạ không? Cũng mắc tiền à, đồ mới. Dạ. Mới mắc tiền. Dạ, đồ mới mắc tiền. À, vậy làm cái này cũng mình mượn của chùa dạ, đem về dạ. Để mình làm lễ xong mình trả dạ, lại đúng chùa. Rồi, dạ. Rồi mình bỏ bao thư cũng. Dạ cũng mời mày này mình đem đi chùa rồi. Dạ. Rồi chú có qua phụ chưa? Chú qua phụ ở đặng. Phụ. Dạ dạ. Hay chú hay luôn nha. Dạ, rồi dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cô ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ dạ, con dạ. Sẽ đăng video này đưa lên dạ. Cộng đồng nha. Có ai thương hoàn cảnh thì có thể giúp dạ. Cho bé. Dạ. À, thấy hoàn cảnh bé thì rất là khó khăn, có một mình mồ côi rồi bây giờ dạ. Mất ba mẹ thì mất rồi không còn ai dạ. Sẽ lo cho bé nữa. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ.